Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, tháng 1 âm lịch sẽ là thời điểm đổi vận của quý vị. Tuổi Kỷ Mão là một trong những tuổi được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, tiền bạc tiêu mỏi tay không hết. Việc xem lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 1 âm lịch này sẽ giúp cho các bạn tuổi Kỷ Mão thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn cũng như là công danh sự nghiệp và tình duyên của mình trong tháng 1 âm lịch. Và để từ đó thì quý vị có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất trên con đường tài lộc, thành công và danh vọng của mình. Trong chương trình xem tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 1 âm lịch này sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua lá số này thì thầy cũng chỉ rõ cho quý bạn tuổi Kỷ Mão thấy được những vận hạn cần tránh và chỉ cho các bạn những bước đi đến thành công trên con đường học tập cũng như là công danh sự nghiệp của mình. Sau đây xin mời quý bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải về lá số tử vi chi tiết cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng khá lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ bé, tự mình lập nghiệp, phát triển bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí là có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe theo lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Xem tử vi tháng Nhâm Dần năm 2022, các bạn Kỷ Mão đa phần đều đã rời khỏi ghế nhà trường, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, thì chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022, cuộc sống tuổi Kỷ Mão có khá nhiều biến động. Gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường. Cần phải học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận những người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm, khiển trách. Với những bạn đã bắt đầu đi làm thì đây là thời điểm bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tuổi Mão cho thấy gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi bạn vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của người lớn trong nhà. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ, không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc thực tập hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao, nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý.
Với những bạn đã đi làm thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý có chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ. Như vậy mới đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần phải tránh những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi cho nên đây không phải là vấn đề quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn phải phiền lòng giải quyết. Học cách lắng nghe ý kiến của người khác và không nên bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều lòng mình, kẻo khó được an ổn về tinh thần bạn nhé. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại.
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung mới hơn tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.